người đã quay trở lại với Nancy. Ngày hôm nay thì mình đang ở trong cái kỳ nghỉ bơi biển của mình. À, dễ nhiều quá. Và trong cái kỳ nghỉ bơi biển của mình thì vì là mình đang ở trong Premier Village, một cái chỗ resort đang rất là, nói chung là xinh đẹp tuyệt vời, rất là, nói chung là cực kỳ đẹp ý, và góc nào cũng xinh. Thành ra là hôm nay mình quyết định vì cái góc chụp quá đẹp như thế thì mình sẽ làm nguyên một cái số nói về cái giảm cân của mình nhá. Một yếu tố rất là quan trọng ở trong cái công đoạn giảm cân của chúng ta đó chính là chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Ta nên hạn chế ăn những cái kiểu như là tinh bột, đường, rồi những thứ quá nhiều dầu mỡ, và thay vào đó thì chúng ta sẽ ăn nhiều hơn về rau xanh này, hoa quả, chất vitamin và chất xơ. Mọi người hãy nhớ là chúng ta nên ăn nhiều hoa quả cũng như là nước quả nhé. Rau củ rất là một cái yếu tố mà rất là quan trọng ở trong cuộc giảm cân của chúng ta, vì nó vừa làm cho chúng ta giảm cân này, mà vừa đẹp da đó mọi người. Nhìn những hình ảnh này, ai chẳng muốn chọn cho mình một body thật thon gọn và cân đối đúng không? Nhưng nếu các bạn vẫn ăn quá nhiều thức ăn nhanh, đồ nướng, trà sữa và chẳng tập luyện gì cả thì chắc chắn là body của bạn sẽ là hình ảnh bên cạnh nha. Thế nên, hãy chịu khó ăn nhiều rau xanh, trái cây vì chúng là một phần trong kế hoạch ăn uống cân bằng và lành mạnh đấy. Theo nghiên cứu của Tổ chức Dinh dưỡng Hoa Kỳ, ăn khoảng 25-30g rau xanh một ngày sẽ là một phương pháp ăn kiêng hiệu quả, không gây hụt chất dinh dưỡng, không tác dụng phụ, chất béo bị tiêu hao và cân nặng theo chiều hướng đó mà giảm xuống, làn da của bạn cũng sẽ căng bóng và mịn màng hơn đấy. Và cũng đừng quên là tập luyện cũng là một yếu tố rất quan trọng để giảm cân nhé. Đến đâu rồi? Thami, mày vào đây cho ngồi lại tao. Đừng quên tập luôn đấy. Ở đâu gừng? Đi ra để tập. Tất nhiên mọi người ơi, mọi người có bất ngờ là tại sao đang ở Phú Quốc mình về một phát là mình nhanh nhất dưới không? Đó, tại vì là thực ra là mình muốn làm cái số giảm cân này ở Phú Quốc cho mọi người, để cho nó đẹp quá là đẹp. Thành ra là mình tính là mình làm ở Phú Quốc luôn. Nhưng mà cái vấn đề là cái lúc mà mình tính làm sang cái mục thể dục thể thao cái thứ này ấy, thì tự nhiên là mưa mất rồi, thành ra là mình không thể nào mà mình quay được nữa. Thế nên là mình quyết định là mình về nhà rồi mình quay tiếp cho mọi người đây. Thì như mọi người cũng đã biết thì trong cái quá trình giảm cân của chúng mình thì tập luyện là một điều rất là quan trọng và không thể thiếu được đúng không? Thì có rất là nhiều những cái môn thể thao rồi tập luyện mà mọi người có thể tập để giảm cân, thì cũng tùy theo mọi người lựa chọn là cái nào phù hợp với mình thôi. Có giống như là mọi người có thể đi tập gym này, mọi người tập yoga này, mọi người tập cardio này, zumba các thứ nhiều lắm, kể cả nhảy. Mọi người mà có theo cái hướng mà nhảy nhịp điệu các thứ thì mọi người cũng nhảy zumba được, cũng giống như là vừa phiêu theo âm nhạc mà vừa nhảy vừa giảm cân được, rất là hay đấy. Hiện tại thì Nhân đang tập theo chế độ của chị Chloe Ting. Chị có rất là nhiều bài về kiểu như từng bộ phận trên cơ thể ấy, như là về tay này, về bụng này, bụng dưới này, rồi chân, đùi, mông, đấy các thứ. Thì nói chung là mình lựa chọn cái bài tập nào để phù hợp với mình, và cái khoảng như là cái thời gian mà chúng ta tập ấy cần bao lâu thì sẽ có thể giúp chúng ta giảm được. Là mệt
kiểu như là mình cũng vừa mới tập xong cái được gọi là cái quá trình, cái kế hoạch mà mình sẽ tập trong một ngày của mình ấy. Thường thì mình sẽ tập khoảng 45 phút một tiếng. Thì là có một cái bài này mình vừa tập là 10 phút này về bụng. Rồi là có khi là mình sẽ tập về mông thêm 10 phút, 15 phút gì đấy. Rồi tập tay, rồi nói chung là rồi sau đấy thì mình sẽ khởi động trước và sau cái tập này, cũng như là có thời gian thì mình sẽ chạy một tí. Tại vì nhà mình cũng gần bờ kè mọi người, thì ra là mình thường mình hay ra mình chạy ở đấy. Nhưng mà thực ra cũng không thường xuyên đâu, nói cho thôi. Nhưng mà nói chung là mình cũng rất là muốn có một cái thời gian nào đấy kiểu mình ra công viên hay mình ra bờ kè để mình chạy ấy mọi người. Tại vì là mình rất thích cái cảm giác mà kiểu nó toát mồ hôi ra sau khi tập ấy. Tại vì thực ra là mình rất là lười tập, tập nó rất là đau. Nhưng mà khi mà mình tập xong rồi mà mồ hôi nhễ nhại ra được rồi ấy, thì lại, mình lại rất thích cái cảm giác đấy, kiểu cảm giác như là nó không còn kiểu dạng nóng như là kiểu thời tiết oi bức đâu mọi người, mà nó sẽ cảm thấy là rất là thỏa mãn sau một cái buổi tập mà nỗ lực của mình ấy, thì toát ra mồ hôi của sự nỗ lực đấy, xong rồi là nó vừa thoát cái độc tố ra ấy mọi người, để mà nói chung là rất thích. Có một cái mà cũng quan trọng không kém cái việc tập luyện của mình mọi người, đó chính là chúng ta nên sắm một cái cân nhỏ nhắn xinh xắn ở nhà để chúng ta có thể theo dõi cái số cân hàng ngày của chúng ta, và cũng như là theo dõi cái quá trình mà chúng ta tập có thay đổi gì không ấy mọi người. Thì mọi người biết sao, có một khoảng thời gian cái cân nhà mình nó đã hết pin, tại vì nhà mình dùng lại là gắn pin vào ấy mọi người, hết pin. Và nghĩ rằng là cũng chẳng cần thiết mấy, cũng kiểu đầu năm đi học người ta cũng cân, trưởng cũng cân cho mình, xong rồi cuối năm cũng cân phát đấy, thành ra là có cần đâu, không cần. Sau đến một ngày mình bước lên bàn cân của trường và oh my god, thật là hết hồn, tự nhiên đang như này cái thế là mình mới oh chết rồi, mình mới cũng như là nhận thấy được cái sự tăng cân của mình, cũng như là cái sự mập ướt của mình. Thế là trở về sau mình, nhà mình đã sắm một cái cân mới thay pin hàng ngày, ngày nào cũng cân. Thế nên là mọi người hãy nhớ sắm cho mình một cái cân nhé mọi người, một cân để hàng ngày chúng ta sẽ đo để mà không phải phạm lại một cái lỗi lầm cực kỳ to lớn của mình dẫn đến việc tăng cân. Chân chân mọi người ơi, đây là cái bình nước mà mình hay mang theo khi mà đi tập cũng như là ở nhà ấy. Thì nếu mà không sử dụng cái bình này thì mình sẽ uống một cốc nước, hoặc là để một cốc nước sẵn ở bên cạnh để mà khi mà mình trước khi tập hoặc là sau khi tập mình sẽ uống. Tại vì là nước cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng ở trong cái việc giảm cân của mình, cũng như là trong quá trình tập luyện luôn đấy mọi người. Tại vì là nước nó sẽ bù lại cái lượng nước mà chúng ta đã mất đi trong cái việc tập luyện thông qua mồ hôi này, cũng như là rồi mình ở mồ hôi. Đấy, thì cũng như là nó sẽ tăng cái việc trao đổi chất này, là nước sẽ tăng cái thời gian no hơn cho chúng ta để chúng ta bớt thèm đồ ăn hơn. Đấy, thành ra là chúng ta sẽ ăn ít lại để mà chúng ta có thể giảm cân được. Giống như là đứa như mình là một đứa rất là ham ăn, tập xong là ăn, tập xong là ăn, nhưng mà nước sẽ giúp mình giảm cái việc đi. Đấy, và cái này sẽ làm cho cái thời gian no của mình nó lâu hơn. Đấy, chuẩn không? Rồi, và ngoài ra thì sau lúc tập chúng ta cũng có thể ăn những cái như là quả ổi này, chuối này, những cái trái cây, hoặc là thường mà mấy anh chị mà hay tập gym lâu ấy thì cũng sẽ thường là làm những cái sinh tố hay là gì đấy, kiểu như là sẽ xay hạt trái cây rau quả lên để uống sau khi tập ấy, nó sẽ rất là tốt cho việc giảm cân nữa mọi người, vừa cung cấp cái vitamin này, vừa cung cấp cái năng lượng mà vừa mình vừa tiết ra trong cái lúc tập, để mà chúng ta giống như là bạn nào mà kiểu như là giống như mình ấy, lâu lâu kiểu mình hay mà tập mệt quá ấy, nó kiểu máu không lên não, kiểu nó đau đầu xong rồi như thế, thì ngay lập tức sau đấy thì sẽ có một cái quả trái cây như là ổi hay chuối gì đấy để tiếp năng lượng, để mà chúng ta sau khi tập ấy nó cũng sẽ không quá là bị đuối. Thế nên là mình sẽ có cái tinh thần để mình tập nhiều hơn, tập thường xuyên hơn.
Mọi người ơi, thì đấy cũng là những cái kinh nghiệm mà mình có được sau cái quá trình giảm cân của mình. Thực ra là mình vẫn tiếp tục cái quá trình giảm cân này thôi, nhưng mà ý là đấy là những cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ cho mọi người sau cái lần mà mình giảm cân mà mình cảm thấy là ưng ý nhất. Đấy, thì tại sao là mình chọn cardio để mình tập là tại vì là mình cảm thấy là mình hợp với cardio nhất. Tại vì giống như là mình cũng rất là thích tập yoga, nhưng mà cơ thể mình không đủ dẻo dai để tập yoga chẳng hạn, kiểu thế. Thế nên ra là mình mới chọn cardio, tại vì là nó cũng giảm cân khá là nhanh. Khi mà tập cardio ấy, thì nó khiến cho tim mình đập nhanh, mà thành ra là sẽ làm mình giảm cân rất là nhanh. Đấy. Thì mọi người cũng nhớ nhá, là ngoài cái việc mà ăn uống theo chế độ và cũng như là kèm theo tập luyện, thì mọi người cũng nên sắm cho mình một cái cân, để chúng ta không thể nào mà để cho cái cân nặng của mình vượt qua cái tầm kiểm soát của mình nhé mọi người. Mong là sau cái video này thì mình cũng có thể giảm cân thêm nữa, để mình còn rất là nhiều đồ đẹp đó mọi người. Bây giờ mình mong là sau cái tập này thì mình sẽ giảm cân thêm được nữa để mặc lại những cái bộ đồ đấy. Cũng như là mình mong rằng là mọi người cũng sẽ cảm thấy có ích với những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ cho mọi người và trong quá trình giảm cân của mình. Rồi, giờ thì bye bye tạm biệt mọi người đi Mimis. Bye bye mọi người. Chúc mọi người sẽ giảm cân thành công sau cái video này của mình nhá. Đấy, rồi bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong các số lần sau. Bye bye đi, bye bye.